Cái gì giữ không được thì buông. Mà mình buông đó, mà nó không mất đó, thì cái này là mới thiệt của mình. Còn mình cố mình giữ đó, mà nó mất đó, thì cái này không phải của mình. Cho nên rủi mất cũng không buồn. Mà người xưa người ta có kinh nghiệm, người ta dạy mình cái đó, là cái người có phước thì mất của, còn người vô phước thì mất mạng, phải không? Của thế mạng người mà. Thành ra trong lịch sử Phật giáo nó có vị thiền sư đó, ngài luôn luôn ngài đi tu rồi mà ngài giữ cái túi vàng, túi vàng ngài giữ này. Thành ra khi mà ngài gặp một anh cướp đó, đón đường đó, thì ngài ném cái túi vàng ra cho anh. Ngài nói ta thiếu người vàng chứ ta không có thiếu người mạng nha. Anh kia lấy túi vàng đi đi. Cho nên mới có một cái là có phước thì mất của thôi, còn không phước thì mất mạng. Nên nhiều người nó chết vì giữ của mà chết, mà chết rồi đó thành quỷ giữ của. Cho nên ngay chỗ cái đầu cầu này nè, hồi đó có một cái ông, ông đi ngang ở đây, ông đi ngang cái chỗ cái cầu trước chùa mình đó, rồi ông bị cái người ăn cướp đó, giết ông, ném xác xuống cái cầu đó, lấy cái chiếc xe Vespa của ông. Cho nên ông này chết oan ức quá, ông đâu có gì đầu thai được, tại ông ở dưới cái cầu này. Thì lúc bây giờ đó, thầy mới thấy người ta sắp hàng, người ta đem bánh chuối rồi ra chỗ đầu cầu này tôi cúng. Thầy hỏi, ở sao bữa nay cái gì mà đó mà mấy bà ra đó cúng đông vậy? Mấy bà mới thưa thầy nói là con ra ngoài đó cúng để xin số đề thầy. Chỗ này đó là linh lắm. Thầy hỏi sao linh? Nó tại vì có một người chết bị giết ở đây cho nên linh lắm nặng. Cho ra là xin số đề nó là trúng. Đây, các Phật tử thấy cái chỗ này. Thế nên khi mà thầy nghe nói như vậy đó, là mấy người xin số đề đi về hết rồi đó, thầy ra thầy đứng ở chỗ đầu cầu đó, thầy kêu ổng thầy nói, phải không? Thầy nói. Thầy nói với cái ông mà chết đó. Thầy nói thôi bỏ đi theo Phật. Thế nên bỏ đi theo Phật tu. Chứ giờ ông ở đây ông làm quỷ, ông giữ của này đó, để làm quỷ cho tới bao giờ mà ra được? Có cái duyên đó, đây nó có cái chùa Quế Nghiêm đây này, vô đây tu nghe kinh đi, nghe người ta tụng kinh rồi siêu thoát về Phật. Thầy chỉ nói vậy thôi, nhưng mà cái chỗ này hết linh rồi. Vì sao thầy không thấy người ta tới, người ta xin số đề nữa. Thế nên cái miếu ông còn kế bên chỗ cái hông chùa mình đó. Cho nên đây là cái điều quan trọng. Như hai nghiệp nặng quá thì chết sẽ vào địa ngục, còn không thì sẽ làm ngạ quỷ ở đó. Đó là cái điều quan trọng nhất mà tất cả người tu này phải biết. Mà cái khi đó cái phước mình có đó, mình không giữ đó, thế nên cái gì của mình thiệt đó, thì không giữ nó cũng là của mình thôi, nó không mất. Còn cái gì không phải của mình đó, mà mình cố giữ thì nhất định nó cũng mất thôi. Ở trên đời này nữa, các Phật tử nên nghiệm cái này, lời Đức Phật dạy rồi mình hiểu rồi đó, thôi mình dám buông. Cho nên mình dám buông. Mình buông đi rồi mình thấy nó không mất, thì cái trường hợp này nó thiệt, cái này là của mình. Mà khi nó mình buông mà nó mất đi rồi đó, thì mình mới biết cái này là nghiệp của mình, cho nên buông được nhẹ nhàng.